Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em thợ nhé. Hôm nay thì mình lại tiếp nhận một con xe Way Alpha. Thì con xe này thì khách hàng mang đến có cái hiện tượng là vào số thì rất là nhẹ nhưng mà rất là dắt, và vào số thì rất là giật anh em ạ. Đấy, nhẹ, rất là nhẹ. Đấy, không có một tí gọi là ép côn được cả. Mà khách hàng thì cũng nói đúng ra là cũng chỉnh ngày trên đường rồi. Đấy, cũng tạt ghé anh em thợ chỉnh rồi, nhưng mà nói chung anh em thợ cũng bảo là không chỉnh được. Cái này nó hỏng ở trong bộ phận côn rồi. Thì khách hàng cũng quyết định là đi về nhà mình. Đấy. Mình cũng thử chỉnh côn luôn anh em này. Đấy, nhưng mà mình cũng kiểm tra rồi. Đấy, nhưng mà không thể nào chỉnh được. Và kết luận là nó hỏng ở bên trong. Đúng không ạ? Trong côn, cho nên là chắc chắn là anh em phải tháo ra rồi, chứ không thể nào chỉ ở bên ngoài được. Đấy. Cần số thì rất là nhẹ. Đấy. Không có lực ép côn vào. Đấy. Rất là lỏng lẻo. Thế thì bên trong này thì anh em biết rồi, nó có một cái đĩa ép, đúng không ạ? Có một cái đĩa ép qua ba bên bi. Và nó có một cái đầu sắt để cắm xuống cái bửng côn này để định vị, đúng không ạ? Đấy, cái mỏ sắt cắm xuống cái bửng côn để định vị. Thế nhưng mà nói đúng ra mình cũng rất hay gặp cái dòng xe Honda bị gãy cái mỏ sắt này, cho nên nó không còn định vị được nữa, và cái đĩa bi đấy nó sẽ quay tròn và kết quả là không thể nào ép được côn được. Cho nên là bây giờ mình quyết định là mình tháo ra để mình xử lý cho khách hàng về cái bệnh này. Nói chung là cái dòng Honda thì nó rất hay bị cái trường hợp là gãy cái chốt định vị như vậy, bởi vì là những anh em mà đã gặp rồi thì anh em không lạ gì là cái chốt ấy thì khi mà nó định vị vào cái bửng côn thì cái chốt sắt thì cũng tương đối to. Đấy. Nhưng mà khi mà người ta gắn vào cái phần đĩa 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 bi đấy thì nó lại thành cái khớp nhỏ, cho nên là rất hay bị gãy ở cái khớp đấy. Nếu như mà khách hàng đi mà vào số không hợp lý đấy, hoặc là cố giật mạnh số thì nó sẽ gây ra đứt cái chốt đấy. Đấy, cho nên là sẽ bị gãy và ta không vào số, không ép được nữa, đúng không ạ? Đấy, vào số không ép được nữa. Đấy, cho nên là vào số thì chắc chắn là mình vào nó phải sao, nó phải hợp lý. Đấy, nếu không là cái dòng Honda mình để ý rồi cũng gãy cũng rất là nhiều. Đấy, bây giờ mình tiến hành mình tháo dầu, xong mình tháo bửng côn ra để mình xử lý cái bệnh này cho khách hàng. Hôm nay là mình nói đúng ra ấy, thì mình quay video này thì mình cũng ghi âm luôn, nhưng mà cái phương tiện ghi âm của mình nó bị kém đấy, cho nên là mình quyết định mình xóa cái phần ghi âm thực tế đi đấy, và mình quyết định ghi âm lại để cho anh em nghe nó được rõ hơn đấy. Chứ còn mình ghi âm mà thực tế lúc mình làm việc ấy thì cái máy nó bị rè quá nên là anh em nghe nó không rõ, đúng không ạ? Mình cũng chỉnh sửa máy ghi âm sau. Đấy, và hôm nay thì mình quyết định là mình ghi âm sau. Đấy, cho nên anh em thấy là không có cái tiếng súng bắn đấy, cũng như là tiếng đập như thế này là hoàn toàn không có. Đây là mình ghi hình rồi mình mới ghi âm nhé. Đấy, để anh em cũng nắm được. Đấy. Này, cái bộ ghi âm của mình nó rè quá nên là mình quyết định xóa cái phần ghi âm mới đi. Mình có để nguyên gốc thì anh em cũng không nghe được. Đấy, mình cũng chưa hiểu cái bộ game của mình nó làm sao mà nó lại kém thế. Này nó mới bị, thế cho nên là mình phải xóa đi rồi. Đấy, và hôm nay mình quyết định là ghi âm lại thôi. Đấy, cho nên là anh em nghe thì toàn thấy
anh em nghe không có tiếng súng bắn này đúng không ạ, không có tiếng búa đập này đấy, cũng như không có những cái tạp âm ở bên ngoài vào nữa đấy. Thì anh em thấy là cái đây chính là cái đĩa bi đấy, anh em thấy không, nó gãy cái chốt định vị cho nên nó cứ xoay tròn như này thôi và nó không định vị được nữa, và kết quả là nó không ép được cái côn tải cái vào để tách la côn trong quá trình mình vào số. Bây giờ thì mình quyết định là mình, một là mình sẽ hàn lại cho khách hàng đúng không ạ, mình đóng cái chốt cái ra và mình làm cái chốt như vậy mình hàn lại thì mình tận dụng được đấy, và hai là mình sẽ đi mua một cái mới đúng không ạ, cái này nếu anh em xử lý thì anh em vẫn xử lý được đúng không ạ, nhưng nó cũng hơi mất thời gian một chút đấy. Anh em nhìn thấy chưa, cái chốt định vị thì to như này nhưng mà cái đầu chuôi để mà bắt vào cái đĩa bi thì anh em thấy người ta lại làm nhỏ lại đấy, và trong quá trình đi mà khách hàng chỉ cần vào số không hợp lý, cố tình dẫn số mạnh đấy thì có thể nó rất hay gãy cái chốt đấy, và mình cũng xử lý nhiều lần rồi đúng không ạ đấy, và chắc anh em mà làm xe thì những anh em mà làm nhiều thì chắc là anh em cũng hay xử lý cái bệnh này đấy, và anh em chỉ chỉnh côn mà anh em cảm thấy không được anh em biết ngay là cái này đã bị gãy rồi, đặc biệt là mình để ý rồi toàn rơi vào dòng xe Honda thôi đấy. Rồi, mình cũng kiếm được một cái đĩa bi tháo xe như thế này. Đấy, anh em thấy không? Đấy, cũng hãy còn bật bắn lên này. Đấy, và mình quyết định là vặn sang luôn cái đĩa kia để mình lắp luôn cho khách hàng thôi. Còn cái này thì anh em có thể xử lý sau được, đúng không ạ? Vẫn xử lý được nhé, anh em nhé. Đấy. Đấy anh em nhìn thấy cái chốt thì to như thế mà đấy, người ta lại làm cái ngẫng xong người ta đóng vào đấy xong người tán 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 đầu đằng kia lại. Đấy, cho nên rất hay gãy. Đấy, anh em làm nhiều thì anh em biết này. Rất hay gãy ở cái dòng xe Huỳnh Pha này. Mà mình để ý rồi, mình chỉ thấy gãy dòng Honda thôi anh em ạ. Thế tại toàn bị dòng Honda thôi. Thôi bây giờ thì mình chỉ vặn và mình sẽ bạn sang cái đĩa kia là xong, và mình làm sạch và mình lắp lại cho khách hàng là ok thôi, không có vấn đề gì cả. Đấy thì nếu anh em tận dụng cái kia thì anh em có thể tiện tìm một cái sắt đúng kích cỡ như vậy và anh em làm, anh em lại đóng vào đây và anh em tán lại là được nhé. Đấy, anh em có thể chấm hàn cũng được, chả sao cả. Đấy, hoặc là anh em tán chắc lại là ok đúng không ạ? Đấy, bây giờ mình vặn ra và mình sẽ cho sang cái đĩa kia đấy. Và lắp vào là xong thôi, rất đơn giản. Đấy, anh em mà theo cho xuống thì đấy, anh em có thấy có đường ở chỗ định vị đấy, chỗ mà mình cắm chốt định vị vào đấy, khi cắm vào đấy là cái đĩa đấy nằm yên một chỗ đấy và không xoay đi tròn được đúng không ạ đấy, còn nếu mà cái chốt định vị đấy mà gãy thì anh em thấy rồi, nó xoay tròn thôi chả có tác dụng gì cả đúng không ạ. Đấy, thế là ok rồi đúng không ạ, xong rồi khi ta lắp vào thì ta mới điều chỉnh cho nó chuẩn sau đấy, mình cũng đã thay gioăng mới rồi đấy. Và giờ thì chỉ có tiến hành gọi là lắp vào là xong thôi.
Đấy, anh em lắp cái tì ép côn sau đấy là anh em lắp, là anh em để cái mỏ nó thẳng vuông góc với mặt đất nhé, cứ vuông góc với mặt đất là đúng luôn. Đấy, mình cho quay gần vào đây anh em nắm được này. Đấy, cái mỏ vuông góc với mặt đất đúng không ạ? Đấy, và cái cần mà nối giữa cần số đấy với cái mỏ kia thì anh em phải để cho tầm giữa nhé, là xong đúng không ạ? Và khi giận cần số thì cái mỏ này nó quay đi đấy, và nó sẽ những cái viên bi đầu tiên thì nó nằm ở cái rãnh đấy, nằm ở cái rãnh này đúng không ạ? Đấy, và khi mà anh em giận cái cần số nó xoay đi thì cái viên bi nó sẽ trồi lên cái điểm cao và nó sẽ ép cái côn sau lại đúng không ạ? Để lúc này là cắt côn để có nghĩa là tách ly hợp đấy anh em ạ. Đấy, lúc ấy là phải ly ra đấy, về tách những cái lá côn ra đấy. Vậy thì khi mà ta vào số thì ta giận cần số đấy thì chúng ta đã làm hai động tác, một là ép côn đấy, để tách những lá côn ra ly ra đấy, sau đó là cũng là gì, chuyển số luôn thì xe sẽ không bị giật đúng không ạ? Xe sẽ không bị giật đấy. Và khi mà hỏng cái chốt vừa rồi trước định vị thì ta vào số thì ta chỉ có động tác chuyển số thôi, còn không tách được lá côn, có nghĩa là lá côn không ly ra cho nên nó sẽ bị giật đúng không ạ? Đấy. Và cần số thì nó rất là lỏng lẻo đấy. Lúc bây giờ nó không còn chốt định vị nữa rồi cho nó xoay theo cái kiểu tự do, cho nên là cái bệnh này thì anh em nếu gặp thì anh em cũng phán đoán được ngay cái bộ phận bị hỏng nhá. Đấy, đặc biệt là mình chia sẻ những video kiểu này là cho những anh em là muốn học nghề xe máy này, anh em đang học cũng như là anh em mới mở cửa tiệm nhưng mà anh em còn ít kinh nghiệm, anh em xem và anh em tham khảo nhé. Bây giờ thì mình tiến hành mình lắp vào đã này. Anh em lắp thì những cái con ốc mà đẹp ấy nhé, những cái ốc dài ngắn thì nó phân biệt rồi, nhưng mà đặc biệt là những con ốc ngắn sàn sàn nhau nó đẹp ấy, thì anh em mà cho trên đấy, đặc biệt là con ốc này này đấy, con ốc đấy mà nhiều khách hàng đấy, đấy đấy nhiều khách hàng là lắp cái bộ bảo vệ đấy đấy, thì lâu ngày nhiều khi là nước để nghiêng xe mà bao giờ phải nghiêng xe bên kia thì nước nó ở cái chỗ trũng ấy nó sẽ ngấm vào và nó sẽ gây rỉ sét ra cái con ốc đấy, và nó đúng ra thì cũng nhiều anh em cũng rất là vất vả trong quá trình anh em làm côn, bởi vì anh em vặn nó không ra nữa đấy, nhiều khi là vặn cố vặn gãy đấy. Mà để mà tháo được con ốc ra thì nó đúng là nhiều anh em còn phải, mình thấy còn anh em cưa cắt rồi. Đấy, rồi phá hủy cái đám ấy ra thì mới lôi được ốc ra, bởi vì con ốc ấy nó cũng tương đối dài mà nó rỉ sét cả một cái đoạn dài như thế thì anh em biết là vặn rất là khó đúng không ạ? Đấy, cho nên là nếu mà anh em có lắp bảo vệ đấy thì tốt nhất anh em cứ cho dầu mỡ và tống vào trong đấy, xong anh em hắn lắp cái bảo vệ thì sau này có tháo ra nó dễ hơn. Rồi, công đoạn bây giờ thì mình chỉ có lắp vào và mình hoàn thiện, đó là chỉnh côn chuẩn là xong thôi. Cái bệnh này thì thực chất thì nó rất đơn giản thôi anh em ạ, xử lý nó cũng rất đơn giản. Đấy, thì khi ta vặn rồi thì chắc chắn là bao giờ anh em cũng phải kiểm tra bằng tay một lần cuối cùng cho nó chính xác. Vặn đều một lượt cho ốc nó chặt chẽ, tất cả các ốc lại không bị sót con nào. Vâng, sau khi mình đã lắp ráp hoàn thiện rồi đúng không ạ, thì bây giờ là công tác
mình chỉnh côn. Đấy, vậy thì chỉnh làm sao cho đúng thì anh em nhớ là vặn cái ốc này thì anh em nới cho mình ra, nới 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 bắt đầu chạm tay nhá, anh em cảm thấy kịch tay này, xong anh em xoay vào một tí, đúng không ạ? Anh em xoay vào một tí này, từ nếu mà theo sách học ấy thì nó là từ 1/8 đến 1/4 vòng đấy. Thế nhưng mà theo kinh nghiệm thì anh em nới bắt đầu chạm tay này, chạm chạm anh em nới lỏng con ốc này ra nhá, ecu ra đây. Đấy, anh em nới lỏng ra đấy, anh em vặn kịch tay ra nhỉ, bắt đầu chạm nhẹ thì anh em hơi vặn vào nhẹ cho mình một tí và anh em khóa ốc lại, đúng không ạ? Đấy, còn nếu mà anh em vặn vào quá thì nó sẽ bị không cắt hết côn mà nó sẽ dắt số nhé. Đấy, còn anh em mà để căng thì nó sẽ bị gây trượt côn, đúng không ạ? Vậy thì cái công tác chỉnh côn đã xong. Bây giờ mình sang đây mình kiểm tra cần số nhé. Cần số thì sau khi mình làm xong thì chắc chắn là nó sẽ đầm tay rồi, nặng rồi, nó không nhẹ tọp nữa, đúng không ạ? Đấy, anh em nhìn này, nó nặng như này mà, đúng không ạ? Đấy, vào nó êm chân, nặng như thế này. Đấy, còn kia thì anh em vào nó sẽ nhẹ bâng khuâng cái quần số đi, đúng không ạ? Và nó sẽ dắt số. Đấy, còn đây là bắt đầu là có độ ghi. Đấy, độ có ghi nặng và khi ấn xuống thế này, có nghĩa là làm hai động tác. Một là ép côn và hai là kéo để vào số, đúng không ạ? Đấy, thì cái bệnh cái xe này thì nó cũng đơn giản như thế thôi. Đấy, thì anh em nào chưa gặp cái bệnh này, đúng không ạ? Đấy, hoặc anh em muốn học nghề này, hoặc là đang học, đúng, cũng như là anh em mới ra nghề mà anh em chưa có kinh nghiệm thì anh em xem và anh em tham khảo nhé. Đấy, thì khi mà anh em chỉnh xong rồi này, đấy thì anh em nên đi trên đường, đúng không ạ? Anh em đi trên đường, anh em vào ra vào số đi. Đấy, thế xong bắt đầu anh em chạy một đoạn, anh em quay về và anh em nên kiểm tra lại, chỉnh lại một lần nữa cho nó chính xác nhé. Đấy, cũng như là chỉnh xung áp thôi. Đấy, anh em cho nổ máy, đấy xong anh em lại phải mở nắp xung áp ra và anh em kiểm tra lại. Đấy, nhiều khi là nó nổ máy một tí, nó một lúc ấy thì nó lại có cái độ dơ dão ra. Đấy, thì anh em chỉnh lại lần thứ hai nó sẽ chính xác hơn nhé. Còn về cuối video thì cũng như tất cả các video khác thôi, thì những anh em mà theo dõi kênh của mình thì anh em cũng đều nắm được rồi, đúng không ạ? Đấy, thì mình luôn cung cấp tất cả các dòng máy Motoken cho tất cả anh em ở trong cả nước, đúng không ạ? Đấy, và ngày nay đang hot, rất là hot, và tiêu thụ cái dòng sản phẩm Motoken Tab này anh em dùng rất là nhiều. Đấy, còn những anh em mà chưa có những cái bộ đồng hồ đo áp như thế này thì anh em liên lạc với mình nhé. Bộ đồng hồ đo áp của công ty DT Auto sản xuất. Đấy, và phần đồng hồ thì được công ty nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đấy, cũng như những cái đồng hồ đo điện như thế này, đây là đồng hồ của Nhật Bản nhé, đồng hồ của hãng Kyojitsu, đồng hồ đo điện của Nhật Bản. Đấy, một cái đồng hồ có thể nói là cũng rất là chính xác và bền bỉ, hay là cực kỳ dễ sử dụng cho những anh em mà có, anh em chỉ cần vặn về những cái thang đo điện một chiều hoặc xoay chiều là anh em dùng được ngay, anh em không cần phải vặn về những cái giải điện áp, đúng không ạ? Đấy, bởi vì có những cái đồng hồ thì anh em biết rồi, phải vặn về những cái giải điện áp tương ứng. Thế nhưng mà riêng đồng hồ này nó là hoàn toàn tự động nên anh em dùng nó rất là tiện lợi trong quá trình anh em sử dụng. Đấy, đây là một cái đồng hồ của Nhật Bản xịn sò luôn. Đấy, còn những cái bộ đồng hồ đo áp thì mình cũng anh em cũng đều nắm được rồi, đúng không ạ? Đấy, thì mình vẫn nói rồi, cái đồng hồ đo áp thì cái phần giá trị nhất đó chính là cái phần đồng hồ. Đấy, bởi vì đồng hồ thì được công ty nhập khẩu của Hàn Quốc cho nên là cái chất lượng đồng hồ thì có thể nói là rất là tốt. Đấy, và đã được chứng minh ở trên thị trường nhiều năm nay. Đấy, anh em nhìn thấy tên tuổi của nhà sản xuất rất là rõ, đúng không ạ? Đấy, đồng hồ của Hàn Quốc xịn sò luôn. Đấy, một cái đồng hồ làm trông rất là khôn. Đấy, có tem mác đầy đủ này. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, tem mác đầy đủ. Đấy, và bên đây là tem của công ty DT Auto dán ở trên. Đấy, để bảo hành phần đồng hồ, đúng không ạ? Đấy, thì anh em mà cần những cái loại đồng hồ đo áp bơm xăng, bấm áp nhiên liệu đấy, cũng như là áp suất nén trong xi lanh. Đấy, một cái đồng hồ 2 trong 1 nhé. Anh em mua một đồng hồ này thì anh em dùng được cả hai chức năng luôn. Đấy, vừa đo áp bơm xăng, vừa đo áp bùng đốt. Đấy, anh em không cần phải dùng hai đồng hồ làm gì cả. Đấy, một cái đồng hồ có thể nói là rất là chính xác và bền bỉ nhé.
Vậy thì mọi thông tin thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình theo số máy điện thoại là 0979 407 116. Mình sẽ có những cái tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Mình xin kết thúc video này đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.